Chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng string và các hàm của string. Đầu tiên, string dùng để làm gì? String dùng để lưu các giá trị, có giá trị chữ hoặc chuỗi. Ở đây, ví dụ chúng ta khai báo một biến là lettr bằng, để có thể khai báo một biến có kiểu là string thì chúng ta có thể sử dụng dấu nháy đơn hoặc là dấu nháy đôi. Ở đây chúng ta sử dụng dấu nháy đơn hello TypeScript. Như vậy là chúng ta đã khai báo được một cái chuỗi hello TypeScript gắn vào biến str. Thì biến str này nó sẽ có kiểu dữ liệu là string. Và chúng ta sẽ đi đến với các hàm của string. Đầu tiên, hàm char_s. Hàm char_s sẽ giúp chúng ta lấy ra chữ nằm ở vị trí nào đó trong cái chuỗi này. Cách sử dụng bằng cách là str là cái chuỗi chấm hàm char_s. Là chúng ta ví dụ chúng ta muốn lấy ra cái chữ ở vị trí số 5 thì chúng ta chạy thử nó ra cái gì, thì ra cái tự cách, bởi vì đây là 0 1 2 3 4 5, vậy nó sẽ ra cái tự trống. Đây chúng ta nhập lại cái tự số 6 thì nó sẽ trả chúng ta là chữ t, vì index của string nó sẽ đến từ 0 1 2 3 4 5 và 6, nó sẽ trả về chúng ta chữ t. Tiếp tục, hàm concat. Hàm concat nó sẽ giúp chúng ta nối chủ lệ với nhau. Ví dụ như chúng ta có một cái chữ thứ hai là str less str 1 bằng hello typescript chấm than đi, ví dụ chấm than rồi, thì chúng ta chỉ cần str console log luôn để hiển thị ra kết quả console.log str chấm concat, truyền vào đây là cái chủ chúng ta cần nối là str 1, sau đó chúng ta chạy thì nó sẽ ra hello typescript dấu gạch dưới. Đồng thời nó có thể cho phép chúng ta nối nhiều chuỗi lại với nhau. Ví dụ ở đây chúng ta nối chuỗi 1, sau đó xin chào bạn, thì nó sẽ nối hai chuỗi này vào trong cái chuỗi str của chúng ta. Đây, hello TypeScript xin chào bạn. Ok. Tiếp tục, hàm index of. Hàm index of này sẽ trả về vị trí của cái tự chúng ta nhập vào. Nếu như có thì trả về vị trí của nó, còn nếu như không thì sẽ trả về -1. Ví dụ console.log str.index of. Ra chúng ta nhập vào cái tự là h, ký tự h, và chúng ta tìm thêm một ký tự là z để xem thử là trả về gì. Đây, h sẽ trả về vị trí hello chữ h, đây vị trí số 0, và z ở đây trong chuỗi này chúng ta không có chữ z, vì vậy nó sẽ trả về cho chúng ta -1. Chúng ta tiếp tục đến với hàm replay. Hàm replay sẽ cho phép chúng ta tìm kiếm một chuỗi con trong cái chuỗi chúng ta gọi hàm và thay thế bằng một chuỗi mới, kết quả trả về một cái chuỗi hoàn toàn mới. Ở đây chúng ta sử dụng console.log str.replay, chúng ta sẽ thay chuỗi con là hello bằng chuỗi mới là 2. Kết quả chúng ta sẽ nhận về 2 TypeScript. Đó là hàm replay. Tiếp tục là hàm split. Hàm split sẽ cho phép chúng ta cắt cái chuỗi thành một cái mảng bằng ký tự chúng ta truyền vào split. Có nghĩa ví dụ ở đây chúng ta có hello cách TypeScript, nếu như chúng ta nhập vào split là dấu cách thì sẽ cho phép chúng ta tách cái chuỗi hello TypeScript này thành một cái mảng gồm hai phần tử là hello và TypeScript. Chúng ta thử là less array bằng str.split, truyền vào là dấu cách và console.log array sẽ trả về chúng ta hai cái một cái mã gồm hai phần tử là hello và TypeScript. Yeah. Hoặc ở đây chúng ta có dấu phẩy, TypeScript dấu phẩy, rồi chúng ta nhập vào đây là dấu phẩy, thì tất nhiên nó sẽ trả về chúng ta một cái mã gồm ba phần tử là hello
TypeScript. Đó là hàm Spalic và cuối cùng là hàm TurboCAD. Ngoài những cái hàm này ra còn rất là nhiều hàm khác nhé. Ở đây nhưng mà chúng ta chỉ sử dụng thử năm cái hàm này thôi. Rồi, TurboCAD thì nó sẽ cho phép chúng ta in hoa toàn bộ cái chuỗi đó lên. Console.log str.toUpperCase. Rồi. Bởi vì str gọi hàm toUpperCase nên nó sẽ in hoa toàn bộ cái chuỗi str. Đây, hello TypeScript. Đây là chuỗi. Ok. Vậy là video hướng dẫn video giới thiệu về string đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.